chào các bạn. Tiếp theo mình sẽ review cái bình tưới cây 10 lít. Bình này là bình Star 10. 10 ngôi sao. Bình 10 lít này cái là thuộc loại là bình kiểu lùn trung trung. Kiểu lùn này nó có loại bình kiểu dài hòn nữa. Giống như là cái bình bên kia kìa. Màu vàng này. Bình đó là kiểu bình dài. Nhưng mà chắc là qua đây. Thì cũng giống như là bình 5 lít và 7 lít thì nó có rất nhiều công dụng khác nhau, làm vệ sinh chuồng trại, tưới cây, làm vệ sinh bể bơi, tưới cây trên cao, tưới cây dưới thấp. Thì bình 10 lít là bình gần như là bình lớn nhất mà loại xách tay được. Xách tay thì nó sẽ như thế này. Sẽ có hình cấu tạo thì trong website mình có để thông tin chi tiết. Và cái này nó đạt tiêu chuẩn HDPE. Sát ở đây này. HDPE là tiêu chuẩn mà an toàn cho con người thì các bạn có thể sử dụng để tưới cho rau là vô tư luôn. Thì và cái nhựa ở đây mình tái chế được, bình sản xuất tại Ý. Ok, thì chiều cao của cái hộp này thì khi giao hàng cho các bạn thì nó sẽ có cái hộp như thế này. Để quay đi, quay và lấy cái thước. Bên này rõ ràng là vòi phun rời. Mình sẽ khui ra ha. Khui ra đây cho nó máu. Đấy, nó có một cái kit ở trong đây là bao gồm một cái tay bơm, dây đeo quai đeo, làm gọi là đeo vai, tài liệu hướng dẫn sử dụng ha, và phụ tùng, xa bàn phụ tùng, ống, ống này không biết là được bao nhiêu, thử xem. Hôm nay mình quên chưa đo. Ống này dài. Đây. 1,5 m. Ok. Cái ống này là ống mềm nha các bạn. Ống mềm này là cũng sản xuất tại Ý luôn này. Và nó có một cái lớp bố ở bên trong này nên nó rất là bền, nó khác biệt với các bạn mua hàng ngoài chợ, hàng rẻ tiền đấy. Sao của chúng ta đây. Và nó có một cái tay bơm. Đó. Chiều cao của cái bình này. Chiều cao của cái bình này từ trên xuống dưới khoảng 52 cm, 520 khoảng 520. Đường kính của nó của bình 20 các bạn ha. 60 chia cho 3 được 2. 20, đường kính của nó là 20. Và ở đây nó có một cái thước để đo. Đi quay sát đây đi xíu. Thước ở đây một bên nó để là ga lông. Bên thằng thước đo nó đơn vị là ga lông, một bên là lít. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đây này 10 lít thì các bạn bơm nó chứa được 10 lít nhưng mà khi mà bơm thì các bạn sẽ không bơm hết cả 10 lít được. Bởi vì khi bạn nghiêng cái bình đi chẳng hạn thế thì cái vòi nó cắm này, các bạn nghiêng ở đây thì nước nó dồn sang phía yếu, khi mà nước gần hết á nó dồn sang phía yếu thì cái vòi nó bị hở ra. Và cái này nó sẽ có một cái van, cái lọc gọi là lọc lược á, lọc hút á, đây này. Cứng ở trong đây rồi, bắt cứng ở trong đấy. Có một cái lược, lọc lược ở đầu á. Tí à, lọc lược để tránh tình trạng nó hút cả rác vào. Thì khi các bạn gắn ống thì các bạn mình có làm video gắn rồi đó, mà cần cắt cái mặt này cho nó bằng, cắt cho nó bằng ha, dùng kéo cắt cành là tốt nhất, cắt cho nó bằng, sau đó bạn nhét thì bạn sẽ nhét nó đi qua cái chỗ này, đi qua cái ngấn này, đi qua khai sát cái ngấn này, ngấn có cỡ được cái ngấn đó, đó, ngấn sát ở bên trong như này này, cỡ như này ha, thì bạn ra nhiệt một tí xíu thì nó sẽ chặt. Đó. Hoặc là bạn nếu tay bạn khỏe bạn nhấn thẳng nó vào đây cũng được. Ở đây mình để mô thôi ha. Rồi. Đó, tương tự như vậy thì gắn cái chỗ này để cho bạn gắn cái dây. Thì nguyên một bịch thế này thì cái tay cái bơm này bạn gắn nó vào đây. Ống nó vào đây ha. Còn cái tay bơm này bạn gắn nó vào đây. Cái bơm nó dài khoảng 640. Đó. Kích hoạt ở đây, cái dây này để cho bạn móc nó vào đây. Đó. Để bạn đeo ngang hông. Nó có lại không khác với bình đeo lưng, vì đây là cái van an toàn thì cứ trên 33 ở đây có ghi là 33 này, trên 33 thì đây nó sẽ xả, tự nó sẽ xả để cái áp trong bình nó giảm xuống,
nó không bị nổ bình. Thì trong trường hợp anh em dùng xong rồi mà không có dùng nữa thì anh em nên xả hết áp ra để tránh tình trạng nó bị xì sọt và cái siêu nó cũng sẽ bền hơn. Khi mà bạn ở trên đây thì bạn thấy cái tay cầm này nó bạn thấy là bạn để cái này vào đây được đó. Ở tay cầm họ thiết kế rất là hay, là bạn để nó bên đây cũng được đó. Vậy đó thì khỏi mất công mình để nó bị vướng, thì khi bạn dùng xong mà nhét nó vào đây chặt nó không có rơi rớt ra được. Ok đó, nó không có rơi rớt ra được. Thì đấy là cái tính năng nhỏ bạn để ý một tí xíu. Thì khi mở thì cái khóa này giống như tất cả các loại bơm bình mà bạn thấy nó có trên thị trường thôi. Này rất là dày, sản xuất tại Ý luôn, và đặc biệt là nó an toàn cho sức khỏe của con người. Đó, xách đây. Ok,